Vừa qua tại Hà Nội, Hội chống động kinh Việt Nam đã tổ chức hội thảo với chủ đề Thông tin cập nhật về giải pháp mới giúp hỗ trợ điều trị bệnh động kinh. Tại hội thảo, các diễn giả đã chia sẻ thông tin về các phương pháp chữa trị động kinh phổ biến có tỷ lệ thành công cao hiện nay, đặc biệt là liệu pháp điều trị bằng việc ứng dụng y học cổ truyền. Trong y học cổ truyền thì người ta điều trị bệnh động kinh dưới cái liên hệ với cái chứng gọi là chứng kinh phong và điên giảng của y học cổ truyền bằng hai phương pháp. Thứ nhất là bằng phương pháp không dùng thuốc, người ta có thể sử dụng châm cứu. Thứ hai, bằng phương pháp dùng thuốc, tùy theo từng thể lâm sàng, người ta có thể sử dụng các cái bài thuốc khác nhau. Hai trong số những vị thuốc đầu bảng trong điều trị động kinh rất được quan tâm là An Tức Hương và Câu Đằng. Trong đó, cốm Egaruta là một sản phẩm thực phẩm chức năng mới, đã kết hợp được công dụng của hai vị thuốc này, cùng với GABA, Taurin và Maze, được tin tưởng là một giải pháp giúp hỗ trợ điều trị bệnh động kinh, giảm tần suất và mức độ các cơn co giật, giảm các triệu chứng rối loạn tâm thần, rối loạn cảm giác kèm theo cơn động kinh. Egaruta sử dụng tích hợp 5 cái loại sản phẩm thì nó giải quyết 3 cái khâu rất quan trọng trong việc động kinh. Thí dụ như cái An Tức Hương và cái Câu Đằng thì nó có tác dụng làm bình ổn cái hoạt tính của màng tế bào. Thế còn các cái sản phẩm, hai cái sản phẩm mà ta gọi là sản phẩm nó thiên về y học hiện đại, đó là Kappa và cái sản phẩm Magic Chlorua, là hai sản phẩm ý thôi, nào lại là các chất ức chế trung ương thần kinh, đúng không? Và cái sản phẩm thứ ba là cái phần taurin thì nó có tác dụng làm tăng dinh dưỡng của não, làm cho não có khả năng chịu đựng và ổn định hoạt động. Bên cạnh Tây y thì Đông y cùng với những sản phẩm mới như Egaruta đang được coi là giải pháp hiệu quả và an toàn, đồng hành giúp người bệnh loại bỏ những ám ảnh về căn bệnh này.